Nhanh là gì vậy? Nếu có một siêu năng lực, chị sẽ chọn siêu năng lực gì? Như Thanos. Quyền năng. Tính dụ chị hả? Nếu một buổi sáng thức dậy, chị chỉ còn cao 1m50, chị sẽ làm gì? Lúc đó chị sẽ dễ lấy chồng lắm nha. Dễ thương không mọi người? Okay. Chị thân thiết với ai nhất trong showbiz? Hà Anh Tuấn. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu. Nếu một ngày Hà Anh Tuấn gọi điện mượn 5 tỷ quay MV, chị sẽ trả lời như thế nào? Không, nhiều khi hẳn phải mượn lại chứ, Theo chị có tình bạn trong showbiz hay không? Có. Chúng ta nghĩ cái gì có nó sẽ có em ạ. Chị em à. Chị lựa chọn bánh mì hay hoa hồng? Chị không thích hoa hồng. Mà bánh mì thì lại khiến cho tăng cân lắm. Nếu được chọn cuộc đời một nhân vật trong những phim mà chị đã đóng, chị sẽ chọn nhân vật nào? Không. Không chọn nhân vật nào hết. Hãy sống theo cuộc đời của Thanh Hằng, tạo nên. Thanh Hằng của 10 năm trước và 10 năm sau thay đổi như thế nào? Đẹp hơn. Mềm mỏng hơn. Quyết liệt hơn. Nếu đi ngoài đường và gặp một cô gái đẹp tỏ tình, chị sẽ trả lời như thế nào? Wow, quá xinh đẹp tỏ tình thì quá tuyệt vời. Nhưng mà ở nhà còn một người bạn á. Nếu chồng tương lai của chị yêu cầu chị ngừng hoạt động showbiz, chị sẽ làm gì? Sao chồng chị nở khắc nghiệt với chị như vậy? Chắc không có đâu. Hãy nhìn thẳng vào camera và nói một câu thả thính. Hồi nãy giờ xem giao lưu có thấy Thanh Hằng đáng yêu không? Trời, nó coi câu nó sắp nói ra thì thấy mắc cỡ quá. Nếu mà thấy đáng yêu thì hãy chiếm Thanh Hằng làm của riêng. Ôi dễ thương quá phải không mọi người?